Khởi bẩm Ngọc Hoàng, xảy ra chuyện lớn rồi. Con yêu hầu đó trốn thoát mất rồi. Bây giờ nó đang đại náo Quyền Thiên Kiều, sắp đánh đến Lăng Tiêu Bảo Điện của chúng ta mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Hộ Thiên Thần Tướng Thiên Bồng, nghe lệnh ta đây. Có chúng thần. Thiên hữu thiên đạo, nhân quả hữu mệnh. Ngươi đừng hòng dựa vào chút sức lực mà muốn thành tên phản nghịch thiên địa. Mặc kệ cái nhân quả thiên đạo dớ dẫn của ngươi, lão tôn tại đây vẫn cứ đánh cho lông trời lở đất. Phật. Thiên hữu thiên đạo, nhân quả hữu mệnh. Lời nói của Thiên Bồng hôm nay phải khắc ghi lấy trong tim. Đại Thiên Bồng, con yêu hầu đó nếu không phải nhờ nguyên soái một mình trấn áp, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Đúng thế, người nói đúng lắm, vẫn là nguyên soái lợi hại nhất. Đúng thế. Thiên Bồng nguyên soái, Truy Nguyệt tiên tử, những ngày gần đây được nghe đồn về sức mạnh phi phàm của Thiên Bồng nguyên soái, là người đứng đầu trong các thần linh, hôm nay mới được biết đến. Quả nhiên lời đồn không sai, tiên tử quá lời rồi. Nếu không phải Phật tổ bỗng dưng xen vào, ta nhất định sẽ cho con yêu hầu đó biết tay. Bệ hạ, hiện con yêu hầu đó đã bị trấn áp dưới chân Ngũ Chỉ Sơn. Nếu sau này nó thoát ra được, e là lại thêm một kiếp nạn cho thiên đình. Có gì phải sợ chứ?
Hôm nay ta đã đánh bại được nó, sau này đương nhiên cũng có thể như vậy. Bệ hạ, Thiên Bồng nguyên soái thần uy cái thế, sao không nhân cơ hội này diệt tận gốc con yêu hầu đó để trừ hậu họa sau này? Ừ, Thiên Bồng, trẫm lệnh cho ngươi lập tức khởi hành diệt tận gốc yêu hầu. Thần nguyện hạ giới tuân lệnh, nhất định sẽ diệt được yêu hầu. Tốt lắm. Nghe nói pháp khí bảo sấm kim ba của ngươi bị mất rồi, trẫm thưởng cho ngươi một pháp khí mới. Đi đi. Thần quyết không phụ lệnh. Tiên tử, người có ý gì? Ta sợ ngài sẽ quên ta. Ta sẽ chuẩn bị rượu trên thiên cung mênh mông lạnh lẽo này, chờ ngài nguyên soái chiến thắng trở về. Vậy bây giờ tiên tử có thể hâm nóng sẵn rượu, ta sẽ quay về ngay tức khắc. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Kim Long ăn thịt người đó mỗi ngày đều băng qua đây. Thế nên chúng ta bỏ ra một đồng tiền để bày ra bố trận bắt yêu tối thượng này. Cho dù thế nào, lần này cũng nhất định không để nó chạy thoát. Kim tử, Kim tử, ở đâu? Kim tử, Kim tử, ngươi có nghe thấy ta nói không? Kim tử. Ngươi nói gì? Nhỏ tiếng thôi. Có yêu khí. Bày trận. Tiền rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Bây giờ ta sẽ thu phục nó. Chồng của ta. Ngươi là ai hả? Các ngươi nghe cho rõ đây, ta chính là cái tên khốn đầu to. Ngươi nhìn đi, tất cả đều tại ngươi. Nhìn xem pháp khí của ta, thế trận của ta, tất cả đều tại ngươi. Ngươi biết những thứ này tốn hết bao nhiêu của cải của ta không? Tất cả của hồi môn của ta đều đổ vào hết đó. Mau đền cho ta đi. Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Ta còn không tin chứ. Tài Nhi, ngươi mau nói cho hắn biết ta là ai. Chúng ta là ai? Có ai dám nợ gì chúng ta không? Bảo, Bảo, Bảo. Tài Nhi, ngươi sợ gì hắn chứ? Hắn ăn mặc trong thiệu ách đấy, nhưng thực ra chỉ là một tên ngốc. Ngươi sợ gì hắn chứ?
Mau cứu hắn. Đừng chạy mau đi. Cứu hắn, không cứu thì hắn chết mất. Buông ta ra. Mau thả ta xuống. Tỷ đi đâu thế? Đi cứu hắn chứ đi đâu? Vừa nãy nếu không phải tại hắn ta thì chúng ta đã bắt được con rồng đó rồi. Vừa nãy nếu không nhờ có hắn thì chúng ta sớm bỏ mạng rồi. Chúng ta không thể dùng ân bội nghĩa. Buông tay ra. Không được đi. Để ta nhặt lại búa đã chứ. Tiểu thần bái kiến Thiên Bồng Nguyên Soái. Không biết Nguyên Soái có gì sai bảo. Thiên Bồng Nguyên Soái, thần tiên. Ý của hắn là đang sống đó. Lần đầu tiên ta được thấy một vị thần sống đấy. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Đây là sa mạc Vô Tế, thổ địa. Ngươi có biết Ngũ Chỉ Sơn đi hướng nào không? Khởi bẩm Nguyên Soái, tiểu thần không biết. Mau lui đi. Tiểu thần xin cáo lui. Hắn ta không biết, nhưng ta biết đấy. Biến mất rồi. Người biết đường đến Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn có phải là ngọn núi có năm đỉnh? Đúng vậy. Ôi trời ơi, thế mà đúng thật. Ta đã từng đến đó rồi. Đừng. Nó nằm ở... Để ta nhớ xem nào. Hướng đông. Chính là ở đó. Có cần ta dẫn ngươi đi không? Không cần đâu. Được rồi. Đi thôi, ngồi bên trong đi. Quan khách, mạch đường nguyên tương của quan khách đây. Mạch đường nguyên tương. Được lắm, người rót đi. Được rồi, thế thôi. Bảo Nhi, rõ ràng là chúng ta chưa từng tới Ngũ Chỉ Sơn mà. Sao tỷ lại lừa hắn chứ? Hắn ta là thượng thần đó, chúng ta không chọc vào được đâu. Đúng thế, nhưng người có nghĩ thử xem, hắn ta lợi hại như vậy. Nếu chúng ta lừa được hắn vào cùng một vuột, cùng chúng ta đi bắt yêu, thì có phải là việc nhẹ lương cao không? Nhưng mà hắn có cắn câu đâu. Đúng thế. Nói đến chuyện này ta lại thấy bực mình. Ta còn chưa kịp nói hết câu, xẹt một cái biến mất luôn. Nuốt không trôi nữa rồi. Ăn chút đi nào. Không ăn nữa. Quan khách, đồ ngài gọi đã đủ rồi mà. Đồ ăn ngon lắm. Tiểu Nhị, mang thêm bình rượu nữa. Bảo Nhi, sao thế? Có vẻ ta biết hắn ở đâu đấy. Thật không? Hắn ở đâu? Bởi vì ta đang ở ngay sau lưng ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Ta đi thẳng về hướng đông, không hề có Ngũ Chỉ Sơn nào hết. Có phải ngươi lừa ta không? Ta đâu dám lừa ngươi. Ta đã từng tới Ngũ Chỉ Sơn thật mà. Nhưng mà không phải ở thẳng hướng đông. Vậy ngươi mau nói cho ta, rốt cuộc phải đi như thế nào? Ngươi phải đi về hướng đông 7 dặm, sau đó đi về hướng bắc 3 dặm, rồi lại rẽ hướng nam 1 dặm, tiếp tục về hướng đông thêm 3 dặm, sau đó thì về hướng tây 3 dặm, bắc 6 dặm, nam 2 dặm. Như thế chắc là tới rồi. Ngươi vẫn còn dám lừa ta? Không phải ngươi đang nói dòng do sao? Đúng thế, ta cũng khổ tâm lắm nè. Nó chính là một vòng tròn mà. Ngươi xem, ngươi là thần tiên, nhất định phải hiểu nhiều biết rộng hơn đám người phàm chúng ta chứ, phải không? Vậy ngươi nói xem, vì sao Ngũ Chỉ Sơn lại là nơi bị Như Lai phong cấm, khiến cho tiên giới không cách nào tìm đến được, nhưng người phàm lại có khả năng tìm ra? Đúng rồi, bọn ta vừa hay cũng đang cần đến Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi có muốn đi cùng bọn ta luôn không?
Ta sẽ không đi cùng đám người phạm các ngươi. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Đây là tổ của quý vị giác thú đấy. Chúng ta có trợ thủ mà. Đã đi lâu như vậy rồi, bao giờ mới đến nơi hả? Đó chính là Tam Chỉ Sơn. Cách Ngũ Chỉ Sơn không còn xa nữa. Mau đi thôi. Có yêu khí. Chạy đi. Lợn, tỷ đừng chạy ra đó chứ. Tỷ không sao chứ? Ta không sao, không sao. Thượng thần, ngươi lợi hại thật đấy. Ngươi dạy ta đi. Vừa ngốc nghếch vừa lười biếng, ta ghét nhất giống loài này. Lợn con đáng yêu chết đi được. Đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc Ngũ Chỉ Sơn nằm ở đâu hả? Đi qua thị trấn này chắc là đến nơi rồi đó. À, mấy người đợi ta ở đây, ta qua đó hỏi đường. Không phải cô ta biết đường đi sao? Có thể là do nhất thời quên mất. Có phải Bảo Nhi tỷ tỷ đến chợ đổi tiền thưởng rồi không? Đừng nói bậy. Quỷ bà bà, đứa trẻ ngoan, ngoan lắm. Quỷ bà bà, ngươi đang làm gì vậy? Lại đến rồi à? Ta muốn đến thành phố quỷ. Món đồ tốt đấy. Nào, lại đây.
âm dương pháp khí, hiếm có khó tìm. Mau xem đi, bán máu tươi đây. Ta xem thử loại máu này xem nào. Giống này hiếm có khó tìm lắm đấy. Ai bảo thế? Cái gì cũng có hết. Đây là ma cô giúp gia tăng pháp lực và linh khí. Xem thử đi. Chưa từng thấy bao giờ. Đây không phải là một món đồ bình thường đâu. Thiên Bồng đã phát hiện điều không ổn rồi. Thượng cổ hoàng long dị giác thú. Đây là quái thú hàng cực phẩm đấy. Người bắt được bằng cách nào? Bắt thú ấy mà, phải dựa vào bản lĩnh. Đừng nói là những con yêu quái này, kể cả có là Thao Thiết, ta cũng có thể bắt được hết. Bảo Nhi tỷ, lệnh bài bắt yêu. Thưởng. Kim ngân tài bảo đều đang ở đây hết. Phen này ngươi phát tài to rồi. Phát tài rồi. Phát tài to rồi. Cảm ơn nhé. Phát tài rồi, phát tài rồi. Đi thôi, đi thôi. Ngươi đừng có kéo ta. Thì ra ngươi luôn lừa gạt ta phải không? Mục đích là để ta giúp ngươi bắt yêu kiếm tiền. Không phải thế, bọn ta chỉ là tiện bắt thêm yêu quái hơn nữa. Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi nữa sao? Ta muốn ngươi vẽ ra giấy đường đến Ngũ Chỉ Sơn. Luôn và ngay bây giờ. Bây giờ. Không. Ta... Xem thử đi nè. Xin ông đó, xin ông hãy cứu giúp tôi. Còn tôi bị nhện tinh bắt đi rồi. Lão già quỳ lại xin ông. Không phải ta không giúp bà, nhưng con nhện tinh đó lợi hại lắm. Bao nhiêu thầy bắt yêu đều một đi không trở lại. Mở cửa bán hàng, giúp bà lão đó đi. Bà ơi, ta sẽ dẫn người đến Ngũ Chỉ Sơn. Đại Kim Nha, có chuyện gì thế? Người lại định giở trò gì nữa hả? Nó bị nhện tinh kịch độc bắt đi rồi. Ta đảm bảo đây sẽ là lần cuối. Ta giúp bà, ta sẽ giúp ngươi. Ta khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Truyền thuyết kể là mỗi một ngôi sao băng trên bầu trời đi bảo vệ cho một người có tấm lòng tốt bụng. Khi người này chết đi thì ngôi sao đó cũng sẽ rơi xuống. Đó là bởi nó khóc thương cho người lương thiện này. Thượng thần sao lại khóc chứ? Đó là biểu hiện yếu đuối của đám người phàm các ngươi. Chắc hẳn ngươi cảm thấy ta là một kẻ hám tài. Lúc còn nhỏ, cha mẹ ta ra ngoài làm rẫy. Trên đường về nhà, cả hai bị xà yêu hại chết. Từ đó trở đi ta trở thành một cô nhi. Cũng may có mọi người trong thôn thay nhau chăm sóc ta, nuôi dưỡng ta khôn lớn. Ta biết nỗi đau của việc mất đi người thân, nên khi trưởng thành ta quyết tâm trở thành một thầy bắt yêu, không để cho lũ yêu ma làm loạn nữa. Quê ta ở Cao Gia Trang, nơi đó rất rất nghèo. Thế nên ta mới muốn kiếm thật nhiều tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mọi người. Khi nãy thấy lão bà đó, ta bất chợt nhớ đến cha mẹ ta. Nếu chúng ta không giúp bà ấy,
bà ấy thực sự sẽ mất đi người thân của mình. Tài Nhi, Tài Nhi, Tài Nhi. Ngươi không sao chứ? Mau cứu Tài Nhi. Quan khách, có muốn ăn chút gì không? Một ly máu hài nhi, hai bộ ốc tươi, ba phần xương sườn, hai cân thịt gân. Quan khách cứ đùa, tiểu điếm làm gì có những món này chứ? Còn muốn lừa ta à? Ta thì thấy tiệm của ngươi ngoài những thứ này ra thì chả còn gì khác. Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi, Tài Nhi, tỷ dọa chết ta rồi. Tài Nhi, ngươi không sao chứ? Là tỷ đang có sao đấy. Tỷ đã hôn mê 3 ngày rồi. 3 ngày, đúng thế. Đại phu đến khám, nói tỷ bị trúng kịch độc, phải dùng rất nhiều các loại thảo dược quý hiếm. Thậm chí ta còn chưa từng nghe qua. Đến mua ở tiệm thuốc còn không có. Đúng rồi, cái tên Thiên Bồng đó tốt thật đấy. Hắn ta mỗi ngày đều lên núi kiếm thuốc cho tỷ. Đó, đều là nhờ hắn kiếm cho, mới chữa khỏi được cho tỷ đó. Cháu ngoan của ta, bà còn tưởng sẽ không gặp được cháu nữa. Mau ra khấu đầu tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Đừng đừng, người cứu người là một tỷ tỷ đáng yêu, ngươi nên đến tạ ơn cô ấy, biết chưa hả? Vâng. Tối nay trăng tròn quá ha. Ờ, vết thương của ngươi chưa lành hẳn, nên nghỉ ngơi cho khỏe mới phải. Ngươi hơi bị coi thường ta rồi đấy. Ta chính là A Bảo, có đánh cũng không chết. Đánh mà không chết, chỉ có thượng thần. Ngươi là thượng thần mà phải không? Ngươi có biết truy nguyệt tiên tử không? Ừ, nàng ấy có đẹp không? Ừ, vậy có so với ta thì sao? Được rồi,
Ta chỉ là một người phàm trần, sao có thể so sánh với tiên tử được? Nhưng ta dạy cho ngươi một đạo lý của người phàm. Muốn có mối quan hệ tốt với nữ nhân, ngươi phải học được cách lừa người. Ví dụ nhé, ta hỏi ngươi, trên thế gian này ai đẹp nhất? Thì ngươi nên nói là Bảo Nhi đẹp nhất. Bảo Nhi xinh đẹp đệ nhất thiên hạ. Thượng thần không bao giờ nói dối. Đồ cứng nhắc, chẳng thấu tình đạt lý chút nào. Được rồi, ta không ép ngươi nữa. Có điều, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Ngươi đó chỉ là một người phàm mà dám chặn trước mặt ta. Lần sau tuyệt đối đừng có làm như vậy nữa. Lại có tiền thưởng yêu quái rồi. Ngươi nói xem, câu đó của hắn ta là có ý gì? Ý của hắn chính là tiền thưởng con cửu dĩ hồ đó còn cao hơn cả xích luyện kim cang của chúng ta. Đừng kích động, đừng kích động. Ta hỏi ngươi là Thiên Bồng nói thế là có ý gì? Thiên Bồng nói gì cơ? Thì đó. À, cái câu ngươi đừng chặn trước mặt ta đó hả? Đúng thế. Ý hắn muốn nói là hắn thương tỷ lắm đó. Hắn nói hắn thương ta. Mau tới xem đi. Tiểu cô nương, cái này đắt lắm nhỉ? Đúng thế. Có mua không? Thế gian hiếm có khó tìm đấy. Làm gì thế hả? Người nói xem, hắn thương ta. Đừng nói chỉ thích hắn chứ. Khẽ tiếng thôi. Người coi ngươi kìa. Mau tới xem thử đi. Đừng có nói. Nếu như tỷ thực sự thích hắn thì ta có cách giúp tỷ thu phục hắn đấy. Thu với phục cái gì chứ? Khó nghe quá đi mất. Người có cách gì thế? Trời ơi, lần này Thiên Bồng bị tỷ mê hoặc chắc rồi. Các người tới rồi à? 1, 2, 3, xoay người. Thế nào, thế nào? Đẹp không? Đánh giá một chút đi. Đánh giá, đánh giá, đánh giá. Ngân Tử nói rất đẹp, khá giống yêu hầu, phải không? Không đẹp hả? Đẹp đẹp. Nói kiểu gì đấy? Đây rõ ràng là đẹp trong sáng đáng yêu còn gì. Đáng yêu, đáng yêu. Gì thế? Đẹp. Người phải nói sớm chứ. Ngân Tử nói tỷ giống tiểu tiên nữ. Chuyện này trang điểm cũng đã trang điểm rồi. Tiếp theo chính là dạy tỷ làm thế nào đi quyến rũ nam nhân. Quyến rũ? Ừ. Lát nữa nhìn thấy Bảo Nhi tung hoa chính là tín hiệu. Chúng ta sẽ bắn pháo hoa. Huynh tới rồi à? Huynh biết không, khi huynh yêu một người, huynh nhất định phải kịp thời lớn tiếng nói với người đó. Nếu không, tình yêu sẽ biến mất. Hôm nay mụi muốn lớn tiếng nói với huynh. Từ giây phút huynh giáng trần bước vào thế giới của mụi,
Mỗi lúc nào cũng mơ thấy huynh. Muội mới phát hiện muội đã thích huynh rồi. Tiểu sinh không biết từng gặp tiểu thư khi nào. Tiểu thư, có phải huynh không biết thế nào là thích không? Được, vì muội nói huynh biết. Thích một người chính là bất kể lúc nào đều hy vọng ở bên người đó. Cho dù bần hàn hay giàu sang, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù cuộc đời suôn sẻ hay nghịch cảnh, chỉ cần đối phương cần, người đó sẽ xuất hiện ở bên huynh cho tới mãi mãi. Bảo Nhi, huynh nghĩ muội hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Sao muội có thể hiểu lầm chứ? Huynh cứu muội, hơn nữa quan tâm muội, rõ ràng là huynh thích muội. Huynh cứu muội là vì muốn tới Ngũ Chỉ Sơn. Lại là Ngũ Chỉ? Sao lúc nào cũng là Ngũ Chỉ Sơn thế? Muội giống không biết Ngũ Chỉ Sơn ở đâu. Muội gạt huynh đó. Quả nhiên muội lại gạt ta. Đó là vì muội muốn ở bên huynh lâu hơn. Vậy được, huynh nói muội biết. Huynh đường đường là Thiên Bồng Nguyên Soái, đương nhiên xứng với tiên tử. Nếu huynh thích muội, huynh thà rằng biến thành một con heo. Bắn pháo hoa, bắn pháo hoa. Sao thế? Vẫn buồn à? Thần tiên gì chứ? Chỉ là một tên khốn nạn. Ta không cho phép ngươi nói huynh ấy như vậy. Bảo Nhi, được rồi, ta không nói nữa. Thực ra cũng là ta sai trước. Ta gạt huynh ấy trước. Ta nhất định phải giúp huynh ấy tìm được Ngũ Chỉ Sơn. Đây là điều ta nợ huynh ấy. Trời ạ, tỷ hết thuốc chữa rồi. Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi. Quy tắc của phòng Vạn Sự Ốc, người biết chứ? Ta biết. Vạn Sư Ốc biết trước 500 năm. Sao biết 500 năm? Đòi thù lao là điều quan trọng nhất trên người mỗi người. Ngươi muốn gì ở ta? Ta muốn sợi tơ hồng trên chân ngươi. Ngươi không nhìn thấy? Đó là sợi tơ hồng Nguyệt Lão thắt trên chân của ngươi. Nếu ta lấy nó đi, nhân duyên của ngươi chỉ có nhân, không có quả. Hữu duyên, vô phận. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám giao dịch với ta không? Trái tim cũng đã trao cho người khác rồi, sợi nhân duyên giữ lại có tác dụng gì? Lấy đi đi. Nhìn thấy chưa? Cái này là tổ tiên ta truyền lại. Bảo Nhi, thank you.
nhất định là Ngọc Đế đang giúp ta. Chẳng trách tìm không thấy. Hóa ra Ngũ Chỉ Sơn ẩn giấu sau sơn thạch. Hai cơ, theo. Gì mà tất? Chính là ngươi thua đó mà còn dám cược tất. Đây không phải tên tiểu tử Thiên Bồng sao? Hầu tử, ta và ngươi vốn không thù oán. Chơi tiếp đi. Nhưng ngươi là kẻ phản nghịch thế gian. Các ngươi chơi xong ván này được không? Đợi một lát. Chơi xong ván này được không? Ta đánh lâu như vậy, số trời đã định. Chịu chết đi. Đây chính là Ngũ Chỉ Sơn. Ừ. Thiên Bồng, cầm lấy. Thiên Bồng, huynh không sao chứ? Tránh ra. Ngươi đừng quá đáng quá. Ngươi có biết Bảo Nhi hy sinh bao nhiêu vì ngươi không? Đừng đi theo ta. Tài Nhi, để huynh ấy đi. Lúc ngươi đi, từng lập lệnh tiên ban, nhất định bắt được Tôn Ngộ Không. Trẫm niệm tình ngươi, có công bảo vệ thiên đình. Lấy công bù tội đi.
Nguyên soái, Truy Nguyệt tiên tử. Muộn vậy rồi, hay là ngài về trước đi. Tiên tử đừng đi. Ta biết là ta khiến nàng thất vọng, nhưng nàng xem, khăn tay nàng tặng ta, ta luôn giữ bên mình. Ngài hiểu lầm rồi, đây là ta vô ý làm rơi. Tiên tử, sao ta có thể hiểu lầm chứ? Đây là ước định của hai chúng ta, nàng không quên đó chứ? Ngài đừng như vậy. Nàng xem, đây là khăn tay nàng tặng ta. Ngài đừng như vậy, to gan. Thiên bồng to gan, dám chọc ghẹo Truy Nguyệt tiên tử. Người đáng chịu tội gì? Xin Ngọc Đế luận tội xử phạt theo đúng thiên quy. Từ giờ khắc này, cách chức nguyên soái, thu hồi pháp lực, đầy xuống trần gian. Xem đi, cá tươi. Xem đi, không tươi không lấy tiền. Xem đi, xem đi, con nào cũng sống. Không có tiền, không có tiền còn tới uống rượu. Để ta gặp lại ngươi, gặp lần nào đánh lần đó. Đánh. Thứ bất tài vô dụng. Đi, đừng làm bẩn đất. Đừng xem nữa, đi thôi. Dù nhìn là biết không làm chuyện tốt đẹp gì. Ta đường đường là thiên bồng nguyên soái, lại lưu lạc đến đây. Thiên địa ruồng bỏ. Bán rẻ đây, bán rẻ đây. Ta lấy cả cái này. Xem đi. Xem đi, đây là của ta. Mạng thầu tới miệng rồi còn muốn đòi lại? Không thể nào. Ngươi trả cho ta. Ăn mày như ta không có gì cả. Ngươi muốn gì cũng không được. Đồ tốt đây. Mạng thầu đây. Mạng thầu mới ra lò, vừa to vừa ngon. Mạng thầu đây. Bán màn thầu đây. Màn thầu đây. Cho một cái màn thầu đi. Sau này lại tới. Nào tránh đường đi. Ngươi thử xem có ngọt không. Cho qua, cho qua. Ngươi không giống ăn mày. Lẽ nào là vì nghèo? Thê tử ở nhà theo phú thương rồi. Ta đoán đúng rồi. Nghèo ấy à, ngươi phải đi kiếm tiền. Phía đông có Ngũ Chỉ Sơn, ở đó có một con yêu hầu vô cùng lợi hại. Nếu ngươi bắt được nó, ngươi sẽ có tiền. Có điều, có một thầy bắt yêu ở đó 3 năm cũng chưa bắt được nó. Thầy bắt yêu? Ngươi nói thầy bắt yêu nào? Một nha đầu dẫn theo một con lợn. Bảo Nhi, nhất định là Bảo Nhi. Đúng, chính là mùi ấy. Ăn ngon lần sau lại tới nhé. Bảo Nhi, Tài Nhi. Đã nói đấu tay đôi thì là đấu tay đôi.
Bảo Nhi, Bảo Nhi. Tiểu nha đầu, nể tình ngươi giúp ta giải sầu hai năm nay, lần sau ta lại nhường ngươi hai chiêu, thế nào? Ngươi đừng quá hân hoan, rồi sẽ có một ngày ta có thể tìm được cách đối phó với ngươi. Thiên Bồng, Thiên Bồng, Thiên Bồng, huynh quay lại đây. Ngươi đừng đi, ta còn chưa chơi đã. Ngươi đừng chạy. Thiên Bồng, Thiên Bồng, muội là Bảo Nhi đây. Cô nương, cô nhận nhầm người rồi. Không nhận lầm. Sao huynh giả giờ không quen biết muội? Huynh đừng đi. Huynh mất pháp lực rồi. Người trước mặt muội vốn dĩ chính là phế vật. Trương đại ca, tới đây, tới đây. Khách quan, đồ ăn của ngài. Đồ ăn xong rồi, mau ăn đi. Đói rồi phải không? Đa tạ rượu và đồ ăn của muội. Giờ muội đi được rồi chứ? Sao muội phải đi? Muội nhìn giờ ta biến thành bộ dạng này, muội còn không mau tính xa huynh, có phải muội ngốc không? Muội đi mua y phục cho huynh. Huynh ở đây đợi muội. Thập Lý Bát Hương ở đây nổi tiếng lắm đấy. Ta nói ngươi nghe, rượu này ngon lắm, rượu lâu năm rất thơm. Nào, uống thêm bát nữa. Tiểu nhị cho thêm ấm trà. Dạ được. Bảo Nhi, xin lỗi. Tiểu nhị, chỉ có như thế này muội mới tránh xa ta. Tới đây khách quan, cho ta thêm món. Dạ được. Thiên Bồng, mau thử xem. Xem thử có vừa không. Huynh đừng uống nữa. Mặc kệ huynh. Huynh khuyên muội một câu, đừng đi tìm Tôn Ngộ Không nữa. Muội đánh không lại hắn đâu. Nhưng huynh có thể. 3 năm vừa rồi, muội liều mạng giúp huynh tìm nhược điểm của hắn, nhưng không ngờ lại trở thành trò tiêu khiển của hắn. Đúng là một kẻ ngốc. Khi huynh còn pháp lực, còn đánh không lại hắn. Huống hồ là bộ dạng hiện giờ của muội. Vì sao dễ dàng từ bỏ chứ? Huynh là Thiên Bồng nguyên soái uy phong lẫm liệt. Thiên Bồng nguyên soái. Muội mở to mắt ra, nhìn thử bộ dạng hiện giờ của ta đi. Huynh đã nói huynh đã không còn là Thiên Bồng trước đây rồi. Muội rốt cuộc có thôi đi không? Huynh còn thiếu ý chí như vậy. Đánh bại huynh không phải Tôn Ngộ Không, mà chính là bản thân huynh. Muội trước giờ không có pháp lực, nhưng muội vẫn có thể trở thành thầy Bắc Yêu, chính là bởi vì muội chưa từng từ bỏ. Điểm mà muội thích nhất ở Thiên Bồng chính là đôi mắt huynh ấy luôn lấp lánh sự tự tin. Cho dù vấp ngã, huynh ấy cũng có thể đứng lên. Hứa với muội, tìm lại Thiên Bồng kiêu hãnh đó trở về, được không?
Nào, để huynh xem tay của muội. Tiểu thư của muội đâu? Huynh, sao huynh có thể làm như vậy? 3 năm sau khi huynh đi là nó luôn ở bên muội. Huynh có biết nó quan trọng với muội biết nhiều nào không? Tránh ra, tránh ra. Bảo Nhi không cho ta tới, nhưng ta vẫn phải nói. Nếu ngươi không thật lòng đối tốt với Bảo Nhi thì ngươi cút về thiên đình cho ta. Ta giờ đã là người phàm rồi, một phế vật, không còn là thiên bồng nguyên soái có thể giúp cô ấy trừ yêu diệt ma nữa. Ngươi bảo ta đối mặt với cô ấy thế nào? Bảo Nhi ngày ngày nghĩ cách giúp ngươi đánh bại Tôn Ngộ Không, để ngươi quay trở lại thiên đình, làm thiên bồng thực sự trong lòng tỷ ấy. Những điều này ngươi còn không rõ sao? Vậy ngươi nói ta biết, hiện giờ Bảo Nhi ở đâu? Ngươi nói xem. Cô ấy có phải ngốc không? Ta nói với cô ấy bao nhiêu lần rồi, con khỉ đó không phải làm bằng bùn. Tiểu nha đầu, mấy năm nay ta chơi chán rồi, giờ ngươi đi ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không, ta không khách khí với ngươi nữa. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, thiên bồng sẽ báo thù cho ta. Tình phế vật đó. Được, ta lại muốn xem thử hắn báo thù ngươi như thế nào. Cứu ta với! Cứu ta với! Bảo Nhi! Bảo Nhi! Thiên Bồng! Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi. Thiên Bồng. Bảo Nhi, thế nào? Không sao chứ? Không sao là tốt, không sao là tốt. Nghe huynh nói vài câu được không? Đừng đi tìm Tôn Ngộ Không nữa, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Không phải huynh từng hòa nhau với hắn sao? Huynh biết rồi, vấn đề là ở binh khí. Mọi nghĩ xem, hắn luyện được thân thể thành kim gan bất hoàn, chỉ có binh khí của huynh Thượng Bảo Tẩm Kim Ba mới có thể khắc chế được hắn. Nhưng binh khí của huynh đã mất từ lâu rồi. Vậy huynh phải nói sớm chứ. Chúng ta tìm đinh hoa của huynh trở về không phải là được rồi sao? Nhưng trận đó đã là chuyện của hơn 20 ngày trước. Mọi phải biết, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.
Đinh Ba này lạc xuống trần gian đã hơn 20 năm rồi, e là không tìm lại được nữa. Nguyên soái, nguyên soái, thổ địa. Thổ địa, đúng lúc ta đi qua đây, nghe thấy hai vị đang nói chuyện. Nguyên soái, binh khí thần tiên giáng trần, ắt có dị tượng. 20 năm trước, ở phía tây từng xuất hiện hiện tượng lạ. Một luồng kim quang rơi xuống, cách Cao Gia Trang không xa. Cao Gia Trang, đó không phải là quê của muội sao? Hoan nghênh đến Cao Gia Trang của muội. Thôn trưởng vô cùng hòa nhã, dân trong thôn cũng vô cùng nhiệt tình. Chúng ta đã tới Cao Gia Trang rồi. Muội nói huynh nghe, người trong thôn muội tốt lắm. Huynh nhìn thấy người ở quầy hàng đó chưa? Đó chính là thôn trưởng. Con người ông ấy vô cùng lương thiện, rất thích giúp đỡ người khác. Thôn trưởng, thôn trưởng, Bảo Nhi, Bảo Nhi, con về rồi này. Bảo Nhi, con về rồi. Con cũng nhớ mọi người. Cuối cùng con cũng về rồi. Tài Nhi, mẹ con nhớ con lắm đó. Đây là Thiên Bồng, là bạn hữu của con. Thiên Bồng đẹp trai quá. Thôn trưởng, lần này con về là có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì thế? Con nghe nói 20 năm trước Cao Gia Trang chúng ta xuất hiện hiện tượng lạ. Có thứ gì từ trên trời rơi xuống ạ? Cơm ta vẫn còn đang nấu này. Quay lại đi. Sao? Chuyện đó huynh thấy đấy, muội đã nói mọi người đều rất nhiệt tình. Chắc mọi người đều quay về chuẩn bị cơm cho huynh rồi. Cha mẹ, con giới thiệu với hai người một chút. Đây là Thiên Bồng. Trước đây lúc bọn con bắt yêu, huynh ấy từng cứu bọn con mấy lần. Đây là cha của Tài Nhi. Đây là mẹ của Tài Nhi. Từ nhỏ họ nhìn muội trưởng thành, cũng xem như là cha mẹ muội. Chuyện đó, chào đại thúc, chào đại nương. Nào, ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Ăn cơm, nào. Ăn cơm. Cha, mẹ, Bảo Nhi lần này trở về là có chuyện. Cha mẹ vẫn luôn ở Cao Gia Trang, chắc biết chuyện xảy ra ở Cao Gia Trang 20 năm trước chứ ạ? À? 20 năm trước có chuyện gì chứ? Thì là 20 năm trước có thứ gì từ trên trời rơi xuống đó. Nói linh tinh, sao có thể có thứ gì từ trên trời rơi xuống chứ? Con nghe thổ địa nói 20 năm trước Cao Gia Trang xuất hiện dị tượng trên trời. Cho nên 40 năm. Ta ở Cao Gia Trang 40 năm rồi. 40 năm chưa từng xảy ra dị tượng trên trời gì hết. Người nói xem thổ địa đó, rốt cuộc ông ấy có biết không? Cao Gia Trang trước giờ chưa từng xuất hiện dị tượng gì cả. Giờ chúng ta đi đâu tìm Đinh Ba đây? Bảo Nhi, tỷ có phải ngốc tới bến rồi không? Tỷ nghĩ xem, tỷ giúp hắn tìm Đinh Ba rồi, hắn đánh bại Tôn Ngộ Không thì có thể lập lại tiên bang, quay về thiên đình. Tới lúc đó tỷ không thể gặp lại hắn nữa. Tỷ nghĩ xem, khi yêu một người thì phải ích kỷ một chút. Nhưng huynh ấy hiện tại hoàn toàn không vui. Ngươi nghĩ xem, nếu yêu một người, ngươi ở bên người đó mà người đó hoàn toàn không vui, vậy có được người đó có tác dụng gì? Yêu một người không phải là gì để người đó sống tốt sao? Được thôi, tỷ tác thành hắn và tiên tử, hai người ở bên nhau rồi, vậy có liên quan gì tới tỷ? Tỷ tác thành cho người ta rồi, bản thân không được cái gì. Cho dù không được cái gì cả, ta cũng phải giúp huynh ấy tìm được Đinh Ba. Chúng ta lại tới nhà thôn trưởng hỏi thử xem. Có thôn trưởng mới có ở nhà. Vậy giờ chúng ta tới nhà mấy đợi? Đi, tỷ hết thuốc chữa rồi. 20 năm trước, trên trời xuất hiện dị tượng.
Một luồng kim quang từ trên trời rơi xuống, giáng xuống mặt đất thành một cái hố lớn. Tất cả dân trong thôn đều chạy qua đó xem. Trên mặt đất lại không phát hiện bất cứ vật thể nào, chỉ nhìn thấy một con yêu thú, mặt người thân dê, mắt ở dưới nách, đang ăn thịt người. Đây là thiên bảo hạ phàm, biến thành tà linh. Ý thôn trưởng là đinh ba biến thành cái này, cái gọi là thượng cổ thần khí. Có mặt chính, cũng có mặt tà. Nếu các con muốn tìm được đinh ba thì phải tìm được con yêu thú này trước, sau đó thì lấy đinh ba từ trong bụng nó. Người trong thôn vô cùng kiên nhắc tới chuyện này. Nếu không phải vì cái này, ta tuyệt đối không nhắc tới đâu. Được, đừng chen lấn. Hộ thiên thần tướng, đợi ta với. Hộ thiên thần tướng xin dừng bước. Đừng giận. Hôm nay Ngọc Đế mời tiệc tiên bang tứ phương, ai ai cũng phong công lao, chỉ có ta vẫn canh giữ Nam Thiên Môn, không tức được sao? Không sao. Ngài nghĩ xem, luận công lao hay bản lĩnh, ai có thể so với ngài chứ? Ngài nên là nguyên soái nhất thống thiên binh. Vậy thì cớ sao? Ngài xem, không phải cơ hội đến rồi sao? Thiên bồng đã bị giáng xuống trần rồi, vị trí này vẫn còn trống. Ta dám đảm bảo, không lâu sau nó sẽ thuộc về ngài. Vậy đến khi nào đây? Chỉ cần tinh đăng của thiên bồng tắt, ngài chính là thần tướng bảo vệ trời. Đó chính là lúc thăng quan tiến chức dùng dục. Muội đi tìm yêu thú, đường xá xa xôi, giúp muội chăm sóc tốt thiên bồng. Lúc trước muội ấy đem sợi nhân duyên của mình đưa cho Dạng Sự Thông, nên mới có được Ngũ Chỉ Sơn ở đâu. Bây giờ muội ấy đưa hết tiền của mình cho trưởng thôn, giúp ngươi tìm đinh ba. Muội ấy vì ngươi nên thật sự không còn gì nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Để có phương hướng của Ngũ Chỉ Sơn là bảo ngươi lấy sợi nhân duyên để đổi mới có. Muội ấy không cho ta nói gì với ngươi hết. Bảo Nhi, ngươi đi đâu vậy? Đuổi theo muội ấy, đi tìm trưởng thôn. Cách này có được không đây? Bảo Nhi này tính cách bướng bỉnh, nếu ông không chỉ cách cho nó thì nó chắc chắn sẽ điều tra đến cùng thôi. Ai? Tiếng gì vậy? Thiên bồng, là các ngươi sao? Bảo Nhi đâu? Trưởng thôn, vừa nãy ta nghe thấy hết rồi. Nếu ông muốn giấu mùi ấy thì chắc chắn mùi ấy có liên quan tới đinh ba. Có chuyện gì ông nói với ta đi. Chính vì cậu nên Bảo Nhi mới gặp nguy hiểm đó. Thoạt đầu mọi người cứ nghĩ đó là một con yêu quái nên muốn dứt đứa bé này đi, nhưng nó rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh mà. Đứa trẻ này lạc vào Cao Gia Trang, tức là có duyên với nơi đây. Vì vậy ta đã thuyết phục mọi người giữ bí mật này cùng với ta, đưa con bé về thôn nuôi dưỡng, đặt tên là Bảo Nhi. Người có quả nhãn kim tinh có phải sớm đã nhìn ra thân phận thật sự của Bảo Nhi rồi không? Người không thấy vết sẹo trên tay của cô ta chính là do kim cơ bổng tạo nên khi chúng ta đại chiến vào năm đó sao? Linh khí cũng có linh hồn. Ngươi đúng là một tên ngốc. Khí linh tắc, thần binh xuất. Giữa Bảo Nhi và Thượng Bảo Tẩm Kim Ba, ngươi chỉ có thể chọn một.
Tên ngốc, đây chính là cái mà gọi là đạo trời và nhân quả mà ngươi nói đấy. Ngươi tự chọn đi. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của người ta thôi. Ta thua rồi. Là ta thua rồi. Ta cực thua rồi. Tôn Ngộ Không, ta muốn thách đấu với ngươi. Ngươi là ai vậy? Ta là bạn của Thiên Bồng, là thầy Bắc Yêu. Thôi đi tiểu cô nương ạ. Ngay cả cái lông tơ của ta ngươi còn không đả thương được. Tiếp đi. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ấu Trĩ, ngươi liều mạng vì hắn. Lúc hắn cần hy sinh ngươi, hắn đã không hề do dự. Huynh ấy không phải người như vậy. Cho dù có một ngày huynh ấy muốn ta trả tính mạng, thì ta cũng sẽ giao phó tính mạng của ta cho huynh ấy. Vì ta tin rằng, ta tin huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ ta. Vì huynh ấy nhất định sẽ lấy ta. Huynh ấy là phu quân tương lai của ta. Như vậy, ta cược với ngươi, xem hắn rốt cuộc có lấy ngươi hay không. Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Ta không giết ngươi đâu. Trưởng thôn, là ông đã nói với ta có yêu thú này ở trong sơn động phía tây. Ta đến xem thì chả có gì cả. Ông nói xem chuyện này là sao. Đây có rất nhiều sơn động ở phía tây mà. Bảo Nhi, không phải sơn động này thì có lẽ là sơn động khác, không đúng sao? Muốn ở đâu thì vẫn phải xem tâm trạng của yêu thú nữa, có đúng không? Nhiều sơn động mà. Chuyện này ai nói mới đúng đây? Tôi làm sao biết được không trùng hợp như vậy. Thật sự là có một sơn động. Ông nói giúp ta vài câu đi. Cha của Tài Nhi, ta hỏi ngươi nhé. Ngươi thấy cái sơn động này nó có hình gì vậy? Hình tròn. Sao lại là hình tròn được? Năm đó khi chúng ta vào, nó là một sơn động hình tam giác mà. Hình tam giác. Vậy được, ta sẽ đi tìm sơn động có hình tam giác. Đi đi, Thiên Bồng. Muội biết định bà ở đâu rồi. Để muội tìm về cho huynh. Đừng tìm nữa. Ta muốn lấy muội.
Ta nói ta muốn lấy muội. Ta muốn tất cả mọi người ở đây làm chứng. Bây giờ ta chỉ cần muội trả lời là được. Nói đi. Nói đi, nói đi. Nói đi. Mau nói đi. Được. Hay. Hay lắm. Tốt. Trưởng thôn, ta muốn lấy Bảo Nhi. Được. 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 Bà con, vậy sau này cậu ấy chính là con rể của Cao Gia Trang chúng ta rồi. Chuyện vui này phải tổ chức thật lớn mới được. Thiên Cơ Tinh Quân, tại sao hoàng đế vẫn chưa giao vị trí nguyên soái cho ta vậy? Thần quân, ngươi qua đây xem đi. Tại sao đèn của Thiên Bồng nguyên soái vẫn chưa tắt? Vì tiên duyên của Thiên Bồng chưa tận nên ngọn đèn này sẽ không tắt đâu. Ngài phải giúp ta chuyện này. Giúp ngài. Suýt nữa thì ta quên chuyện lớn. Hôm nay là đại thọ của Dương Mẫu, các thần tiên đều đến cả rồi. Ta phải nhanh đến đó mới được. Chuyện của ngài để hôm khác bàn bạc. Để hôm khác nhé. Nếu các ngươi đã không có ở đây, vậy hãy để ta dập tắt triệt để ngọn tiên đăng này. Tân nương đến. Đẹp quá. Đúng là trai tài gái sắc. Bảo Nhi đẹp thật. Làm lễ kính trà. Được, được. Làm lễ kết tóc. Làm lễ bái đường. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tốt quá rồi. Hay, hay lắm. Đừng khóc. Khóc sẽ không đẹp đâu. Vị huynh nhất định phải nhớ dáng vẻ đẹp nhất của muội đấy. Được. Sao tay muội lại lạnh như thế này? Sao đột nhiên lại có gió to như vậy? Ngọn gió này từ đâu đến vậy? Ngân Tử, Thiên Bồng, Thiên Bồng, Ngân Tử, Ngân Tử, Ngân Tử.
Bảo Nhi, Thiên Bồng, đi mau. Không tự lượng sức. Tài Nhi, Bảo Nhi, Tài Nhi. Kim Tử, bây giờ ta đã là người phàm, tại sao ngươi lại không chịu buông tha cho ta? Chỉ cần ngươi thật sự biến mất khỏi tam giới, vậy ta mới có thể không lo lắng gì. Được. Vậy hôm nay ta sẽ tác thành cho ngươi. Bảo Nhi, Tôn Ngộ Không, số mệnh của ta là Thượng Bảo Tẩm Kim Ba, có đúng không? Sáng nay lúc ta thử hôn phục, ta đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tài Nhi và mẹ Tài Nhi. Nghĩ đến vụ cá cược của ta và ngươi, ta đột nhiên hiểu được ý của ngươi rồi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi thật lòng muốn lấy Bảo Nhi sao? Ừ. Đinh ba này chính là mạng sống của ngươi, nếu lấy ra thì ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Ngươi thực sự yêu muội ấy? Ta yêu, vì muội ấy là không phải. Trời đột nhiên thay đổi, ắt sẽ có thần tiên hạ phàm. Mạng của hắn không giữ được lâu rồi. Bảo Nhi của chúng ta từ nhỏ đã là một cô gái vô cùng ngốc. Chỉ cần ngươi đối tốt với muội ấy một chút thì muội ấy sẽ rất thành tâm thành ý với ngươi. Thật đó, ta muốn thỉnh cầu một việc. Trước lúc ta lấy đinh ba này ra, ngươi có thể phân thân cho ta để ta hoàn thành hôn lễ tối nay không? Ngươi cứ đối tốt với muội ấy đi, muội ấy sẽ hài lòng thôi. Ta sẽ đối tốt với muội ấy. Bảo Nhi, Ngộ Không nói để đinh ba biến hóa trở lại phải cần mấy canh giờ mới có thể phục hồi linh lực. Vẫn may là vừa kịp lúc. Cứ nghĩ đến việc muội không thể ở bên cạnh huynh, trái tim muội liền co giật không ngừng. Có lẽ cảm giác này chính là yêu. Muội biết muội mất sợi dây nhân duyên là sẽ không thể ở bên huynh mà. Không, chúng ta đã bái đường rồi. Ta là phu quân của muội. Phu quân, sau này huynh không tìm được muội nữa rồi. Thượng Bảo Tẩm Kim Ba sẽ ở bên huynh. Không, ta chỉ muốn ở bên muội thôi. Muốn ở bên người con gái,
muốn học cách gạt người khác. Ví dụ nói, ta hỏi ngươi trên đời này ai đẹp nhất, Bảo Nhi là cô gái đẹp nhất trên đời, sau này huynh sẽ gặp được người con gái tốt hơn. Ta không cần gặp ai cả. Ta đã từng nói với muội, chỉ có lợn mới thích muội. Được, vậy ta thà mất đi tướng mạo hiện tại của mình, từ nay trong lòng ta chỉ có muội mà thôi. Truyền thuyết kể rằng mỗi một ngôi sao trên trời đều bảo vệ một người tốt. Khi người tốt này chết đi, ngôi sao này cũng sẽ rơi xuống. Đó chính là vì người tốt này mà khóc. Người đã phục hồi nguyên thần rồi. Dừng tay. A Di Đà Phật. Thiên Bồng, ngươi cũng đã trở lại làm thần, lẽ nào ngươi lại muốn mạo phạm luật trời? Nếu ngươi cứ u mê không tỉnh ngộ, ngươi sẽ bị đày xuống trần gian, mãi mãi sẽ không trở lại làm thần được. Đúng, đúng. Nếu ngươi hủy nguyên thần của ta, thì ngươi sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trời có đạo trời, nhân quả có số. Giữa chốn nhân gian chẳng qua chỉ là một kiếp nạn,
một chuyện không có thật. Bảo Nhi không phải là chuyện không có thật, và không phải là kiếp nạn. Làm phiền một chút, tao muốn hỏi đường. Yêu quái, ngươi nói cái gì? Tổ Gia Gia chính là thần canh giữ của cả Cao Gia Trang chúng ta đó. Nếu ngươi mạo phạm ngày ấy, cả thôn chúng ta sẽ không xong với ngươi đâu. Tổ Gia Gia, này, Tổ Gia Gia, người kể lại cho con nghe chuyện năm xưa người và tổ cố bà Tài Nhi hàng yêu diệt ma đi. Đợi ta ăn no uống say đã, ngủ dậy rồi nói. Người kể đi mà. Bảo Nhi, Tổ Gia Gia, người lại nhớ sai rồi. Đó không phải Bảo Nhi, đó là Cao Thúy Liên. Đúng vậy, là Cao Thúy Liên. Sư phụ, con thấy trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta tá túc ở đây một đêm đi? Cũng được. Phật tổ bảo ta đợi ở đây nhiều năm, Cao Tăng chính là người mà ta phải đợi. Xin Cao Tăng hãy thu nhận ta làm đồ đệ. A-di-đà Phật. Đã là ý định của Phật tổ, vậy ắt sẽ có nhân quả. Ngươi ở trần gian bao năm, ngươi đã từng ăn kiêng ngũ quân tam yếm chưa? Chưa từng. Vậy di sư sẽ tặng cho ngươi một pháp hiệu Bát Giới. Tạ sư phụ. Tổ Gia Gia phải đi rồi sao? Bao giờ người mới quay về vậy? Tổ Gia Gia là thần bảo vệ của chúng ta mà, sau này sẽ không gặp được nữa. Vậy chúng ta khi nào mới có thể gặp lại? Ta cũng không biết. Ta sẽ để lại một nửa pháp lực của ta ở đây, tạo thành kết giới.
ngăn chặn yêu ma, bảo vệ Cao Gia Trang. Bảo Nhi, đây là món quà cuối cùng ta có thể tặng cho muội. Đi thôi. Bảo trọng nhé. Bảo trọng. Bảo trọng nhé. Đi đường cẩn thận. Bảo trọng đấy. Từ nay về sau, ta tên là Bát Giới.